Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và cảm ơn các bạn lại quay lại học đàn cùng Lộc nhé. Và đây là bài thứ hai mà mình muốn sử dụng cái điệu blues để hướng dẫn các bạn áp dụng nó, để giúp các bạn áp dụng cái điệu blues này vào những bài hát. Thì cái bài này là bài Jesus Muôn Đời, cũng đang rất là hot, đang rất nổi tiếng, đang rất là được sử dụng trong những thời gian qua. Thì cái bài này thì chúng ta vẫn dùng chùm âm đô trưởng của chúng ta, thì bài này là một cái tiết tấu, thực ra nó là đậm chất ballad. Bài này phải nói là đậm chất ballad nhưng mà đánh blues, và đánh blues vẫn đánh được, và cái bài này Lộc muốn chọn nó là một cái bài đi từ blues lên ballad, để cho các bạn ngấm được cái bài này bằng blues, các bạn sẽ đi bài này lên ballad và sẽ học được ballad qua cái bài này. Thì nó cũng rất là dễ chơi thôi, bây giờ ta sẽ cùng nhau học từng câu một, và các bạn phải nhớ, các bạn phải chắc chắn là các bạn đã tập được cái điệu này nhá. Hôm nay mình sẽ dùng móng, là không dùng tay nữa, đọc rồi lắm. Là bạn sẽ đánh là 1 2 3 4, tức là bát 2 3 4, đúng không ạ? Bát 2 3 4. Thì hôm nay các bạn, đọc sẽ dạy các bạn dùng móng với cái điệu blues này. Thế các bạn biết là điệu blues đánh 4 phách cho 4 giây đúng không? Thế các bạn đánh này, 1 là xuống, 2 phải là móc lên, 3 đánh xuống và 4 phải móc lên. Một xuống một lên, một xuống một lên, thì các bạn này các bạn đã tập rồi đúng không, tập móc lên móc xuống rồi. Thì các bạn phải đánh đúng cái blues, nó phải đánh 4 nhỉ, 1 xuống 2 lên 3 xuống 4 lên. Tại vì sao là thế? Tại vì 1 là 3 là mạnh đúng không, 2 và 4 là nhẹ nên lên nó sẽ nhẹ đúng không, mà xuống nó sẽ mạnh, cho nên là 1 phải xuống, 2 phải lên, 3 phải xuống và 4 phải lên. Đấy, các bạn phải nhớ như vậy đúng chưa? Đó, áp dụng cái bài tập này. Đấy, các bạn áp dụng cái bài tập đấy, mình đã dạy trong bài 3 rồi, các bạn cố gắng tập nhá. Thì trong cái bài này là các bạn sẽ đánh bằng móng, đánh là bát 3 2 1, bát 3 2 1, xuống lên xuống lên, nhớ chưa? Bát 3 2 1, xuống lên xuống lên, bát 3 2 1, bát 3 2 1, bát 3 2 1, xuống lên xuống lên, xuống lên xuống lên, nhá. Ok, thì bây giờ các bạn tập cho mình cái đó, bằng móng nhá. Cái này rất khó nếu các bạn cảm. Còn cái quạt thì bài trước các bạn đã học là nhún dây, đúng không? Nhún dây. Đấy, nhưng bài này Lộc sẽ dạy các bạn đánh dễ hơn, thưa hơn, nhưng lại khó về bộ não này hơn. Cái câu đầu tiên là khắp đất trời và dâng tiếng ca, tức là tôi sẽ vào chữ trời và đô và chữ ca và son nhá. Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, thấy chưa? Các bạn đánh rất là ít. Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, chỉ đánh một lần xuống vào phách đầu tiên. Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, đấy các bạn thấy đánh không? Các bạn chỉ đánh một phách duy nhất là phách đầu tiên rồi. Ở đây đô sẽ đánh hai lần, thì nên đánh hai lần, hai lần phách số 1. Ở đây hợp đô ta sẽ đánh hai lần điệu blues, nên ta đánh hai lần phách số 1 thôi, chỉ đánh một lần thôi, chỉ đánh xuống cả 6 giây. Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca son, chúc tôn ngài, bên ai nhá, chúc tôn ngài đó là vua hiến vinh son, được chưa? Đô son la son, đấy là hai câu đầu tiên. Câu đầu tiên là đô hai lần, son hai lần, la hai lần và son, được chưa? Đô son la son. Khắp đất trời hòa, khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, chúc tôn ngài là vua hiến vinh, mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài, và môi lưỡi tôn quý. Ok chưa? Các bạn nhớ chưa? Mọi đến là vua hiến vinh này, là mỗi là các bạn đánh hai lần đúng không? Đánh hai lần.
đến cái câu mọi đau vỗ ơi sẽ quỳ bên trên ngài, mọi nỗi nữa tôn quý, thì bạn đánh dày hơn, đánh gấp đôi lên, đánh gấp đôi, đầu tiên đánh 2 lần, bây giờ đánh 4 lần. Mọi đau vỗ sẽ quỳ bên chân ngài và mỗi người tôn quý. Ở đây mọi đầu gối ta sẽ vào gối là pha, pha mọi đầu gối sang son, đánh 2 lần pháp gạt xuống 2 lần thì quả đánh sang son sẽ quỳ bên chân ngài, thấy chưa? Mi đánh có pha son mi la mỗi thứ 2 lần, nhưng mà nó dày hơn, nó nhanh hơn, nó là gấp đôi, nó dày hơn, nó nhanh hơn, nó dày hơn, nó nhanh hơn, nó nhiều hợp âm hơn, nó dồn dập hơn, nó như là gấp đôi các đoạn đằng trước. Bây giờ các bạn ôn lại hợp âm nhá. Mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài nha, mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài. Và mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài. Thấy chưa? Dễ không? Bốn hợp âm này gấp đôi bốn hợp âm trước. Bốn hợp âm trước là khắp đất trời, khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, cảm giác nó chậm hơn đúng không? Chúc tôn ngài là vua hiến vinh, mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài, mọi môi lưỡi tôn quý. Cái chữ mọi môi lưỡi còn đánh pha, đánh 4 lần cho pha. Mọi môi lưỡi tôn quý, được chưa? Được quý bạn ngân và đánh dần. Quý 1 2 3 4 nhá. Quý ngài là Chúa các Chúa. Bây giờ blue thôi. Ngài là Chúa các Chúa. La thứ đánh blue nhá. La thứ, ngài là Chúa và la thứ và đánh blue. Ngài là Chúa các Chúa, là vua muôn vua. Thấy chưa? Chúa 2 3 4 1 2 3 4 vua muôn vua 2 3 4 Giêsu 2 3 4 tay ngài 3 1 1 2 thần tự giá Chúa anh chịu tay cho con. Đấy, chúc quý là các bạn đánh vào đoạn này bạn blue. Đấy, đánh blue. Giêsu yêu, Giêsu ơi cha vi đại thay. Đấy, học đánh blue lưng cao nhá, làm lại nhá. Điệp khúc nó sẽ có những hợp âm như sau. Thứ nhất là nó sẽ có la thứ, mi thứ, pha trưởng, son trưởng và đô trưởng. Nó sẽ có ngài là Chúa các Chúa 2 lần, vua muôn vua 2 lần, Giêsu 1 lần, vinh son. Các bạn thấy là la 2 lần nhá, la 2 lần blue, mi 2 lần, mi 2 lần, pha 1 lần, son 1 lần, rồi về đô là 2 lần nhá. Ngài là Chúa các Chúa lần 2, là vua muôn vua, Giêsu vinh hiển tay ngài. Nằm lại la 2 lần, giá Chúa anh mi 2 lần, cho con về xuôi son 1 lần. Các bạn nhớ này, đầu tiên là vào la mi đúng không, thì la mi mỗi cái đánh 2 lần, vào pha son đô thì pha son đô thì pha son đánh 1 lần, đánh 1 lần 4 phách đúng không. Ta có la đánh 8 phách, mi đánh 8 phách, pha và son đánh 4 phách thôi đúng không, rồi về đô lại đánh 8 phách. Đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì ta đoạn cuối ta không về đô mà đoạn cuối ta về la thì vẫn đánh 8 phách. Đấy, tức là về cuối thì ta đánh 8 phách. Bây giờ lọc làm lại từ đầu cho các bạn xem, từ mẫu cho các bạn xem nhá. Khắp đất trời là ta sẽ đánh đô này. Khắp đất trời hòa dâng tiếng ca, chúc tôn ngài là vua hiến vinh, giải thư như vậy thôi. Mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân ngài,
dày hơn đúng không? Và mỗi nơi tôn quý Ngài là Chúa các Chúa, tôn quý Ngài là Chúa các Chúa. Nó cao quý quý thì bạn đánh 8 lần xuống. Quý Ngài là Chúa các Chúa, là vua muôn vua, Giêsu vua muôn vua, Giêsu vinh hiển đây là bao lâu nâng cao rồi đúng không? Phong từ xa Chúa anh chịu thay cho con Giêsu ơi cha vĩ đại thay. Đấy, các bạn phải tập được cái điệu nâng cao vào nhịp 1 mà mình dạy trong cái bài Chúa Giêsu cả những điều đấy thì bạn sẽ dần ở đây. Giêsu, Giêsu ơi cha vĩ đại thay. Lòng con yêu Ngài. Giê thứ 7 đúng không? Giê thứ 7. Lòng con yêu Ngài và xin tôn Ngài. Giêsu muôn đời, nó là Giê thứ 7. Bạn học trong bài trước rồi. Pha trưởng, đúng không? Đôi trưởng và son trưởng. Giê thứ 7. Pha trưởng, đôi trưởng và son trưởng. Lòng con yêu Ngài và xin tôn Ngài. Giêsu muôn đời. Đấy, các bạn nhớ này. Lòng con yêu Ngài. Được chưa? Thấy hay không? Lòng con yêu Ngài. Đấy, thấy hay không? Các bạn phải nhớ là đánh cái điệu nâng cao vào đoạn này nhé. Đánh cái blue nâng cao vào đoạn này là cái nhịp 3 các bạn đánh. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài. Giêsu muôn. Rồi lặp lại. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Ngài. Giêsu muôn. Rồi nghe chưa? Chung quy nó chỉ như vậy thôi, các bạn học lại cái điệu blue cơ bản và blue nâng cao thế thôi, các bạn đánh được. Lòng con yêu Ngài và suy tôn Giêsu muôn đô son. Đấy, cứ nhìn nó mà các bạn đánh vào thôi, nó không có gì khó cả, bài này nó dễ áp dụng được điệu blue, nó là như vậy thôi, bài này cực kỳ dễ thôi. Ngài con tai an ba và Chúa nhân từ hai ba một hằng chăm sóc con ba và một tình yêu Giêsu nâng cao hai chẳng phải tán nâng cao à. Khúc đầu tiên các bạn đánh là cơ bản. Khúc thứ hai bạn nâng cao nhịp 3 đúng không? Và khúc thứ ba này bạn nâng cao nhịp 1. Nâng cao nhịp 1. Đấy, thế thôi. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Còn cái đàn tùy vào cảm xúc, tùy vào cảm xúc. Bây giờ bạn phải tập thật là nhiều để cho cái cảm xúc bạn nó thể thăng hoa với đàn được nhé. Thì đó là cái bài chia sẻ này. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.